Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Truyền thông Ukraine đưa tin, lực lượng Ukraine đã vô hiệu hóa một hệ thống radar tầm xa của Nga bên ngoài biên giới nước này. Cuộc tấn công này là cuộc tấn công mới nhất được báo cáo của Ukraine nhằm vào các tài sản của Moscow có chức năng theo dõi các vị trí và chuyển động của Ukraine. Cơ quan an ninh Ukraine đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar tầm xa Nebojiu hiện đại hóa của Nga ở khu vực Bryansk, giáp biên giới phía đông bắc Ukraine. Một số cơ quan báo chí Ukraine đưa tin trích dẫn các nguồn tin giấu tên trong SBU của Ukraine. Theo truyền thông Ukraine, lực lượng Kyiv đã sử dụng 7 máy bay không người lái cảm tử Kamikaze để tấn công hệ thống radar. Nó không còn hoạt động, một nguồn tin của SSU nói với The Kyiv Independent, SSU còn được gọi là SBU. Truyền thông trong nước đưa tin hệ thống này có giá ước tính khoảng 100 triệu Mỹ Kim. Một số cơ quan truyền thông cũng đưa tin về việc mất một hệ thống radar Nebelu khác ở vùng Belgorod của Nga vào một ngày không xác định. Ukraine thường xuyên công bố những gì họ mô tả là các cuộc tấn công thành công vào các hệ thống radar của Nga. Quân đội Ukraine cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hệ thống radar Nebo vào tháng 9 năm 2023 và sau đó là tháng 11. Bằng cách loại bỏ các hệ thống radar của Điện Kremlin, Ukraine có thể dễ dàng che giấu tài sản và hoạt động di chuyển của mình trước quân đội Nga hơn. Phá hủy hệ thống Nebo-U có nghĩa là lực lượng Nga sẽ gặp khó khăn hơn trong việc phát hiện các mục tiêu trên không của Ukraine gần biên giới. Các hãng tin Ukraine đưa tin. Một nguồn tin giấu tên nói với Kyiv Post, việc tắt radar đối với người Nga sẽ hỗ trợ quân đội của chúng tôi tiến hành trinh sát, phóng máy bay không người lái và tận dụng tốt hơn lực lượng không quân quân sự trong khu vực này. Jan Black, trợ lý giám đốc nhóm nghiên cứu quốc phòng và an ninh tại chi nhánh Rand ở châu Âu cho rằng, có một số lượng đáng kể các báo cáo vào mùa thu năm 2023 nêu rõ các cuộc tấn công của Ukraine vào các hệ thống radar của Nga, phá hủy hoặc ít nhất là làm hư hỏng các hệ thống này vào cuối tháng 11. Ivan Stupak, cựu nhân viên cơ quan an ninh Ukraine, hiện đang cố vấn cho Ủy ban Quốc hội về An ninh, Quốc phòng và Tình báo Ukraine, nói với Newsweek vào thời điểm đó rằng việc tiêu diệt thành công các hệ thống radar của Nga là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Vào giữa tháng 2, cơ quan tình báo quân sự Ukraine GUR cho biết họ đã phá hủy một trạm radar Kasta 2E2 của Nga gần biên giới Nga. Cơ quan này cho biết trong một tuyên bố rằng hệ thống này có thể phát hiện các mục tiêu của Ukraine ở khoảng cách lên tới 150 km. Hệ thống này có thể đã dám... Giám... Thưa quý vị, mặc dù luôn tuyên bố không đưa quân vào Ukraine, nhưng đó là hành động nghi binh của NATO khi lực lượng tinh nhuệ của khối đã có mặt ở lãnh thổ Ukraine để thực hiện hai nhiệm vụ. Tình thế mới bất ngờ xuất hiện trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Ngay sau khi Tổng thư ký NATO ông Stoltenberg công khai tuyên bố trên truyền hình Ba Lan rằng NATO không có ý định đưa các đơn vị chiến đấu tới Ukraine, thế giới truyền thông đã nhanh chóng tung tin NATO đã điều lực lượng tinh nhuệ tới Elviv và Kyiv của Ukraine. Vào ngày 10 tháng 4, một thông tin trên trang web avia.pro của Nga tiết lộ rằng các đơn vị tinh nhuệ của quân NATO đã đến Elviv và Kyiv. Việc chuyển quân này là hoạt động khai triển quân sự của NATO tới Ukraine. Trước đó đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorsky công bố là sứ mệnh chung. Thông tin cũng không tiết lộ quy mô binh sĩ NATO đến Elviv và Kyiv, cũng như ngày đến cụ thể, nhưng chỉ ra rằng lực lượng tinh nhuệ này của NATO đến Ukraine chủ yếu chịu trách nhiệm cho hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là duy trì và sửa chữa trang thiết bị quân sự thay vì trực tiếp tham gia chiến đấu. Nhiệm vụ thứ hai là khai triển lực lượng NATO này tại biên giới giữa Ukraine và Belarus hoặc tại cảng Odessa để bảo vệ an ninh biên giới với Belarus hoặc cảng Odessa. Cách đây không lâu, ông Edward Lutwak, cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ, tuyên bố trong một bài viết trên trang web Unheard rằng NATO sẽ gửi quân tới Ukraine vì quân đội Ukraine chịu thương vong nặng nề và cho rằng Anh, Pháp và các nước Bắc Âu đang chuẩn bị bí mật gửi quân. Theo quan điểm của NATO, việc đưa quân tới Ukraine là một nỗ lực nhằm ngăn chặn thảm họa tại vùng hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây nhất trí cho rằng cần phải có một quyết định quan trọng, bao gồm việc cử các nhóm quân tinh nhuệ nhỏ và nhân sự phụ trợ tới Ukraine. Tổng thư ký NATO một mặt tuyên bố sẽ không đưa quân tới Ukraine, nhưng mặt khác lại bí mật đưa quân tinh nhuệ tới Ukraine. Có vẻ như Nga đã bị NATO và tổ chức này đánh lừa ở tầm cấp chiến lược. Tuy nhiên, quan điểm của Moscow về vấn đề này đã được Tổng thống Nga Putin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ nước Nga ngày nay. Sự hiện diện của binh lính phương Tây ở Ukraine và việc cung cấp vũ khí sẽ không làm thay đổi bất kỳ tình hình nào trên chiến trường Nga-Ukraine, nhưng sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về địa chính trị. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và cựu Tổng thống Nga, ông Medvedev thậm chí còn cho rằng, binh lính NATO ở Ukraine không được hưởng cách đối xử với tù binh chiến tranh và sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Thậm chí, ai tiêu diệt được binh sĩ NATO sẽ được thưởng rất hậu. Điều đáng chú ý là ngoài việc bí mật đưa quân tới Ukraine, Mỹ còn khẩn trương tăng cường hỗ trợ cho Ukraine ngày 10 tháng 4, tờ Benta -Tagma của Hy Lạp đưa tin, để ngăn chặn quân đội Ukraine bị đánh bại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc cung cấp gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 138 triệu Mỹ Kim cho Ukraine để sửa chữa, nâng cấp các hệ thống phòng không MIM-23 Hawk. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo chính phủ Mỹ đã chuyển hàng nghìn khẩu súng máy, súng bắn tỉa, súng phóng hỏa tiễn và hàng trăm nghìn viên đạn thu giữ của Iran sang cho Ukraine. Hiện tại, tình hình chiến trường đang bất lợi cho Ukraine khi quân đội Nga đang tiến mạnh về phía Tây Avdiivka với sự yểm trợ mạnh mẽ của pháo binh và không quân. Còn tâm chấn trên chiến trường Ukraine trong những ngày qua đó chính là Chashovya kể từ khi quân đội Nga tiến vào vùng ngoại ô thành phố Yashabia ngày 5 tháng 4, cho đến nay họ đã đạt được những kết quả. Quân Nga tiến công vào Yashabia từ nhiều hướng, hỏa lực pháo binh bắn phá ác liệt vào các vị trí của Ukraine cả ngày lẫn đêm. Đồng thời, lực lượng không quân chiến thuật thường xuyên ném bom các tòa nhà trong thành phố. Toàn bộ khu vực Yashabia bị bao phủ trong khói bụi. Theo truyền thông Nga, quân đội Nga đã chiếm quyền kiểm soát ở cứ điểm Bodanivka ở phía đông bắc Gia vào ngày 8 tháng 4. Truyền thông phương Tây tin rằng quân đội Nga tiếp tục tấn công Gia cho đến khi kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Để tạo thêm ưu thế cho quân tiền tuyến, Nga tiếp tục mở cuộc tấn công quy mô lớn vào các cơ sở năng lượng ở hậu phương Ukraine. Vào tối ngày 10 tháng 4, quân đội Nga đã sử dụng nhiều loại hỏa tiễn tầm xa để tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine và các mục tiêu khác. Ngay 6 tháng 4, Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng Ukraine có thể phải thỏa hiệp trong tương lai và cho biết NATO sẽ hỗ trợ cho các cuộc đàm phán của Ukraine với Nga. Giờ đây, khi lực lượng tinh nhuệ của NATO đã đến Ukraine cùng với số lượng lớn vũ khí và thiết bị do Mỹ cung cấp, Ukraine được kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục đứng vững trước sức ép tấn công mạnh liệt của quân đội Nga để nuôi hy vọng tiếp tục phản công. Mở đầu bản tin hôm nay là một cơn ác mộng dành cho quân xâm lược đang chiếm đóng tại Crimea. Theo đó, lực lượng Ukraine đã tập kích trung tâm chỉ huy của Nga ở bán đảo Crimea, theo Kyiv Post đưa tin. Kyiv Post dẫn các nguồn tin tình báo cho biết lực lượng quân sự Ukraine đã tập kích một trung tâm chỉ huy của Nga, nơi có các sĩ quan cấp cao của Nga ở bán đảo Crimea. Vụ nổ vang lên ở Crimea vào ngày 15 tháng 4 trong một cuộc không kích kéo dài hơn 2 giờ. Theo kênh Crimean Wind Telegram, máy bay Nga đã được điều động đến thành phố Sevastopol của Crimea. Giao thông trên cầu Crimea tạm thời bị dừng. Kênh Telegram tiếng Nga cho rằng hỏa tiễn Ukraine đã bị bắn hạ gần cây cầu. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân, Quân của hạm đội biển đen nga cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam ukraine giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Crimea sắp nhập vào nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo Crimea ở biển đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp nga mở chiến dịch quân sự tại ukraine. Từ Crimea, nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn về ấn phẩm Bill của Đức vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã tuyên bố kế hoạch của Kyiv về việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2024. Bộ trưởng Umerov tự tin rằng đây là mục tiêu chiến lược của Ukraine Ông cũng lưu ý rằng, Ukraine đang phát triển các chiến lược quân sự có thể dẫn tới việc Nga phải rút khỏi Crimea. Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmitro Platenchuk ngày 30 tháng 3 cho biết, Nga đã rút gần như toàn bộ tàu lớn khỏi các cảng ở Crimea sau đoàn tập kích của Ukraine. Vasyl Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SSU cho biết, Ukraine đang nỗ lực đẩy hạm đội biển đen của Nga ra khỏi Crimea. SSU đã và sẽ thực hiện điều này với sự trợ giúp của xuồng không người lái tự sát CBB, vũ khí trước đây từng tấn công cầu Crimea, cũng như một số tàu chiến của Nga. Như The Second Post đã đưa tin trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết ông và chính phủ Ukraine thực sự muốn phá hủy cơ sở hạ tầng của Nga, bao gồm cầu Crimea. Cầu Crimea được xây dựng từ năm 2016 đến 2018 và là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Kể từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ năm 2022, nhiều quan chức và chỉ huy ở Ukraine đã đe dọa phá hủy cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar. Họ cho rằng công trình này rất quan trọng đối với quân đội Nga. Một số cơ quan truyền thông phương Tây nhận định các cuộc tấn công vào cầu Crimea là không thể tránh khỏi. Vào tháng 2, chỉ huy hải quân Ukraine, phó đô đốc Alexei Nesbaba tuyên bố cây cầu sẽ bị phá hủy vào năm 2024. Trong một diễn biến liên quan tại Bryansk, giáp biên giới Ukraine đêm 16 tháng 4, đám cháy quy mô lớn đã bùng phát tại trạm biến áp điện lớn công suất 110 kW. Theo báo cáo của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, do tình trạng khẩn cấp, một máy biến áp đã bị cháy. Một số doanh nghiệp công nghiệp và cơ sở quân sự không có điện, đặc biệt là đơn vị quân đội của quân đội đường sắt, cũng như nhà máy chế tạo máy quân sự số 111 và nhà máy quân sự trung ương số 192 chuyên sản xuất thiết bị đường sắt. Tình báo nói thêm rằng những cơ sở này được sử dụng để cung cấp nguồn lực cho việc xâm chiếm Ukraine, nhưng kẻ thù sẽ phải trả giá cho mọi tội ác chiến tranh. Rijua không trực tiếp chỉ ra ai đứng sau hành động trả đũa này, nhưng chiếu đoạn video về vụ cháy ở cự li gần. Thưa quý vị, Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng Trung Quốc có thể giúp khôi phục hòa bình cho Ukraine sau hơn 2 năm chiến tranh với Nga. Trung Quốc thực sự có thể giúp khôi phục nền hòa bình công bằng cho Ukraine và sự ổn định trong quan hệ quốc tế. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối ngày 16 tháng 4, Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới và những nỗ lực đang được thực hiện để bảo đảm hội nghị sẽ diễn ra. Ông Zelensky cảm ơn các nhà lãnh đạo thế giới đã bày tỏ sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh, Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết, ông đặc biệt cảm kích Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì những tín hiệu từ Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 16 tháng 4 đã tiếp phái đoàn Đức do Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu tại Bắc Kinh. Hai bên đã có những trao đổi về quan điểm liên quan đến cuộc chiến hiện nay ở Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã nêu ra bốn nguyên tắc nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine, ngăn cuộc khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Thứ nhất, chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình ổn định và không chạy theo lợi ích ích kỷ thứ hai chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa thứ ba chúng ta nên tạo điều kiện để lập lại hòa bình và kiềm chế căng thẳng leo thang hơn nữa thứ tư chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và hạn chế ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ông tập cận bình nói về phần mình thủ tướng đức stu cho biết ông sẵn sàng thảo luận về các phương cách có thể đóng góp nhiều hơn cho nền hòa bình ở ukraine ông nói thêm rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra đã ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của đức và làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng cũng như thương mại toàn cầu theo ông Stolz, chiến sự ở Ukraine đã tác động tiêu cực đến an ninh châu Âu và có nguy cơ làm tổn hại đến toàn bộ trật tự quốc tế. Thủ tướng Stolz cũng đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình giúp đạt được hòa bình công bằng ở Ukraine. Ông Tập Cận Bình nói rằng ông sẽ ủng hộ một hội nghị hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ khi cả Nga và Ukraine cùng tham gia. Trung Quốc đến nay vẫn khẳng định quan điểm trung lập về cuộc chiến Nga-Ukraine. Tháng 2 năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa ra đề xuất hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt chiến sự giữa Nga và Ukraine. Đề xuất này kêu gọi các bên ngừng bắn, nối lại hòa đàm, từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh, tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia, Đề xuất của Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ của Nga, song không được Ukraine và phương Tây đánh giá cao. Thụy Sĩ ngày 10 tháng 4 xác nhận sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu về chiến sự Nga-Ukraine vào tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng stock ở bang Midwanden. Những nước tham gia dự kiến sẽ thảo luận về công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine và thống nhất một văn kiện chung về những việc cần phải làm để chiến sự khép lại. Vào tháng 2, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao về tình hình Ukraine vào mùa hè. Kế hoạch hòa bình của Kyiv kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc chiến. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Cuối tháng trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết, Kyiv có thể đàm phán với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ Ông Kileba nhấn mạnh, những bên tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ được tự do lựa chọn những hạng mục mà họ muốn thực hiện liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine, ví dụ như giải quyết vấn đề an ninh lương thực hoặc năng lượng hoặc trao đổi tù nhân. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng 3 cho biết, Moscow sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai ngay cả khi được mời bà zakharova cho rằng hội nghị sẽ thúc đẩy công thức hòa bình của ông zelensky điều moscow coi là tối hậu thư Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi đồng minh hành động táo bạo và can đảm để viện trợ vũ khí và đạn dược phòng không cho nước này. Chúng tôi đang rất cần thêm Patriot và các hệ thống phòng không hiện đại cùng vũ khí và đạn dược. Tôi muốn nhân sự kiện này kêu gọi tất cả đối tác thực hiện những hành động táo bạo và can đảm. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 15 tháng 4 phát biểu trong cuộc họp trực tuyến về an ninh khu vực Biển Đen. Kyiv đang vận động đồng minh viện trợ thêm ít nhất 25 hệ thống phòng không Patriot, nhưng phương Tây phản ứng không nhiệt tình sau lời kêu gọi. Đức là trường hợp hiếm hoi đã cam kết chuyển thêm một tổ hợp hỏa tiễn Patriot cho Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba cũng ca ngợi các nước phương Tây trực tiếp hỗ trợ Israel chặn đứng loạt tập kích quy mô lớn của Iran vào đêm 13 rạng sáng 14 tháng 4. Ông kêu gọi đồng minh hỗ trợ Ukraine tích cực như đã hiệp đồng bảo vệ Israel. Trong trường hợp các nước đối tác không thể hành động như cách họ đã làm với Israel, Ukraine chỉ cần các nước đối tác cung cấp những gì chúng tôi cần, phần việc còn lại chúng tôi sẽ tự lo liệu. Vòng công Ukraine không chỉ bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi những kinh hoàng từ trên không do Nga gieo rắc, chúng tôi còn đang là lá chắn cho các nước láng giềng như Moldova, Romania và Ba Lan, ngăn chặn mối đe dọa rõ rệt vì hỏa tiễn và máy bay không người lái Nga xâm nhập không phận, ông Kuleba nói. Cùng ngày 15 tháng 4, Ngoại trưởng Kuleba trong cuộc họp với Ngoại trưởng Naui Espen Barth-Edi ở Kyiv đã kêu gọi quốc gia Bắc Âu hỗ trợ vận động phương Tây để nhanh viện trợ các tổ hợp Patriot. Ông Edi nói Na Naui đang thảo luận với một số nước khác phương án hỗ trợ Ukraine. Nga đang gia tăng tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine bằng hỏa lực áp đảo. Tổng thống Vladimir Putin lý giải chiến thuật này nhằm đánh gục tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine, đồng thời là cách đáp trả phù hợp sau những lần Ukraine tập kích hạ tầng nhiên liệu của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Zelensky đã báo động Ukraine có nguy cơ cạn hỏa tiễn phòng không nếu Nga duy trì tốc độ và cường độ tập kích như hiện nay. Lãnh đạo Ukraine cho biết kho dự trữ cạn kiệt khiến Kiev phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mục tiêu quan trọng cần bảo vệ. Đến với một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phá hủy được một nhà máy nhiệt điện ở Kiev vì Ukraine đã hết hỏa tiễn để bảo vệ nhà máy này đồng thời cảnh báo rằng nếu không có thêm viện trợ của Mỹ để chống lại sự gây hấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông Zelensky nói với PBS New Hour rằng việc phá hủy nhà máy nhiệt điện Tribuska vào ngày 11 tháng 4 làm cắt giảm công suất phát điện của Centralnego, một công ty năng lượng mà thủ đô phụ thuộc vào, là kết quả của việc đất nước này không có hỏa tiễn. Ông nói trong cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 4, 11 hỏa tiễn đang hướng về phía đó, 7 hỏa tiễn đầu tiên đã bị chúng tôi hạ gục. Ông nói thêm rằng 4 hỏa tiễn còn lại đã phá hủy nhà máy. Tại sao? Zelensky tiếp tục, chúng tôi đã hết hỏa tiễn. Bình luận của ông theo sau động thái của chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhằm đưa viện trợ Ukraine ra trước quốc hội trong tuần này sau nhiều tháng bế tắc giữa sự phản đối của một số nhà lập pháp bảo thủ. Viện trợ cho Ukraine là một trong bốn dự luật được đề xuất. Những người khác ủng hộ hỗ trợ cho Đài Loan, các ưu tiên an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và viện trợ cho Israel sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Iran. Đề cập đến cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel, Zelensky nói rằng sự giúp đỡ như vậy từ Mỹ và các đồng minh để bảo vệ Israel nên được mở rộng sang Ukraine. Hợp tác quốc tế để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran đã làm suy yếu lập luận của những người phản đối việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine rằng điều đó sẽ được coi là kỳ lôi kéo NATO vào cuộc chiến. Tổng thống Zelensky nói, Israel có phải là thành viên NATO hay không khi được hỏi điều gì có thể xảy ra nếu quốc hội không cung cấp thêm viện trợ. Ông Zelensky trả lời, thành thật mà nói, tôi có thể nói với bạn rằng nếu không có sự hỗ trợ này, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông nói thêm, ngày nay tỷ lệ đạn pháo của chúng tôi là một 10, chúng tôi có thể giữ vững vị trí của mình không? Không, trong mọi trường hợp, với những thống kê này, họ sẽ đẩy lùi chúng tôi mỗi ngày. Điều gì sẽ xảy ra tại Quốc hội Hoa Kỳ, họ có thể đưa ra quyết định. Zelensky tiếp tục, và tôi hy vọng họ đang lắng nghe chúng tôi và sẽ đưa ra quyết định trong những ngày hoặc tuần gần nhất, nhưng không lâu hơn để đưa ra quyết định tích cực. Lời đề nghị của Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Nga đã giành được những thắng lợi đáng kể dọc theo miền đông Ukraine và những lời kêu gọi khẩn cấp của Mỹ từ các nhóm nhân đạo. Jet Melin, giám đốc chính sách và vận động tại dự án Hy vọng cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường Ukraine đang gia tăng. Chỉ trong tháng 3 đã khiến 604 thường dân thương vong, trong đó có 57 trẻ em. Melin cho biết từ đầu năm đến nay, khu vực phía đông Kharkov đã hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội và liên tục của Nga với 15 thường dân thiệt mạng và 48 người khác bị thương trong thành phố vào tháng 4. Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine đang bị Nga áp đảo về hỏa lực và nước này không có cơ hội chiến thắng nếu không có thêm viện trợ từ Mỹ. Trả lời phỏng vấn trang tin PBS ngày 15 tháng 4, Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận, nếu không có viện trợ của Mỹ, chúng tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Ông nhấn mạnh, hỏa lực của Nga áp đảo Ukraine. Hiện nay tỷ lệ đạn pháo của chúng ta so với Nga là một 10 Liệu chúng ta có thể giữ vững lực lượng? Không. Cho dù kịch bản nào, thống kê này cho thấy họ sẽ đẩy lùi chúng ta mỗi ngày. Để bảo vệ 100% những gì chúng ta kiểm soát, chúng ta cần đưa tỷ lệ hỏa lực từ 1 đến 10 thành 10-10. Nhà lãnh đạo nói, ông cũng nói rằng lực lượng Nga không giới hạn về số người và lượng đạn pháo. Tôi hy vọng Quốc hội Mỹ đang lắng nghe chúng tôi và sẽ đưa ra quyết định sau vài ngày hoặc vài tuần tới, nhưng không được lâu hơn, ông nhấn mạnh. Ukraine đang thiếu đạn dược và vũ khí phòng không nghiêm trọng. Sau hơn 2 năm chiến sự với Nga, nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây đã bị đình trệ kể từ cuối năm ngoái. Các hạ tầng quan trọng của Ukraine do vậy trở nên dễ tổn thương trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết do thiếu hỏa tiễn phòng không, Ukraine phải bất lực nhìn hỏa tiễn Nga phá hủy nhà máy nhiệt điện Tripulia lớn nhất ở vùng Kyiv. Có 11 hỏa tiễn bay tới, chúng tôi phá hủy 7 quả, 4 quả còn lại đã phá hủy Tripulia. Tại sao ư? Tại vì chúng tôi hết hỏa tiễn, chúng tôi không còn hỏa tiễn để bảo vệ Tripulia. Ông Zelensky kể lại vụ tập kích của Nga hôm 13 tháng 4. Trước đó, ông chia sẻ, quân đội nước này buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc bảo vệ nơi nào. Ông thừa nhận, Ukraine có thể hết sạch hỏa tiễn nếu Nga tiếp tục tốc độ tấn công như hiện nay. Kể từ giữa tháng 3, Nga tăng cường các cuộc tập kích kết hợp giữa hỏa tiễn và máy bay không người lái nhằm vào lưới điện của Ukraine. Đợt tấn công này có quy mô lớn hơn và gây hậu quả nghiêm trọng hơn so với đợt tập kích vào hai mùa đông trước. Trong bối cảnh đó, Kiev đề nghị các đồng minh, đối tác phương Tây nhanh chóng đẩy mạnh viện trợ, đặc biệt là những tổ hợp phòng không hiện đại. Quốc hội Mỹ đến nay vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm qua cho hay, trong tuần này, Hạ viện sẽ xem xét dự luật viện trợ cho Ukraine và Israel. Nội dung dự luật dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương và việc bỏ phiếu có thể bắt đầu vào ngày 19 tháng 4. Thưa quý vị, từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu nổ ra từ tháng 2 năm 2022, hạm đội biển đen Nga luôn là mục tiêu hàng đầu của Ukraine. Mới đây, Kyiv tiếp tục giao rắc nổi sợ hãi cho nước Nga khi tuyên bố xuồng công người lái CBB của nước này đã được nâng cấp, có thể mang một tấn thuốc nổ và tập kích mục tiêu cách xa hơn 1.000 km. Người phát ngôn Cơ quan An ninh Ukraine SBU Artem Dektyarenko ngày 14 tháng 4 cho biết, SBU hiện sở hữu hai loại xuồng tự sát gồm CBB và Mamai. Đây là những thế hệ xuồng công nghệ lái mới được nhóm chuyên gia SBU tiếp tục phối hợp các thành viên khác của lực lượng an ninh và quốc phòng để cải tiến, ông nói. Trong đó, CBB đã được nâng cấp để có thể mang một tấn thuốc nổ và nhắm mục tiêu ở cách xa hơn 1.000 km. Điều này có nghĩa là SBU có thể tiếp cận mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên biển đen, ông Detre cho hay. Theo ông Dettyarenko, đến nay, các xuồng tự sát của Ukraine đã tấn công 11 tàu chiến của Nga và cầu Crimea nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Ông Dettyarenko cho biết vào năm 2022, khi SBU lần đầu tiên sử dụng xuồng tự sát, vũ khí này gần như được coi là có 102. Các thiết bị không người lái của phương Tây hiện nay có kích thước lớn nhưng không động cơ, chúng có thể dễ dàng bị trạm radar của đối phương phát hiện và cũng không có đầu đạn để tránh các cuộc tấn công bằng xuồng tự sát của Ukraine nhằm vào hạm đội biển đen, Nga đã dựng rào chắn ở lối vào vịnh Sevastopol. Nga cũng tăng cường phòng thủ ở cảng Novorossiye sau khi di chuyển một phần hạm đội biển đen đến cảng này. Trong một diễn biến liên quan, theo việc nghiên cứu chiến tranh ISW, Nga đang tận dụng chiến trường ở Ukraine khi viện trợ quân sự của Mỹ vẫn bị quốc hội giữ lại. Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí và đạn dược do Mỹ và các đồng minh khác cung cấp trong khi chống lại lực lượng xâm lược của Nga trong hơn 2 năm. Bất chấp một số thành công đáng kể của Ukraine trong cuộc chiến, Nga đã giành được một loạt chiến thắng trong những tháng gần đây, khiến Kyiv rơi vào thế khó. Một số đồng minh châu Âu của Ukraine trong năm nay đã tăng cường cung cấp viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, những thành công của Nga lại trùng hợp với việc viện trợ quân sự của Mỹ bị đình trệ kể từ đầu năm trong khi sự ủng hộ viện trợ của lưỡng đảng là rất đáng kể. Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra sự phản đối gay gắt đối với yêu cầu của Tổng thống Joe Biden gửi hơn 60 tỷ Mỹ Kim đến Kyiv. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Hai, ISW, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết các quan chức quân đội Ukraine đã nhiều lần cảnh báo rằng việc thiếu viện trợ sẽ tác động tiêu cực đến khả năng phòng thủ của Kyiv trước các hoạt động tấn công hiện tại và tương lai của Nga dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối mùa xuân và mùa hè. Theo ISW, các lực lượng Ukraine đã trở nên đặc biệt suy thoái ở miền đông đất nước do sự thiếu hụt ngày càng tăng về thiết bị và vật tư quân sự. Viện nghiên cứu lập luận rằng những bất hạnh của Ukraine gắn liền trực tiếp với việc Mỹ tiếp tục giữ lại viện trợ. Báo cáo của ISW nêu rõ, khả năng của các lực lượng Ukraine trong việc đẩy lùi các hoạt động tấn công tăng cường gần đây của Nga ở miền đông Ukraine đã suy giảm do thiếu hụt trang thiết bị và có thể sẽ tiếp tục suy giảm trong tương lai gần nếu hỗ trợ an ninh của Mỹ tiếp tục bị trì hoãn. ISW tiếp tục đánh giá rằng các lực lượng Nga hiện đang sử dụng sự thiếu hụt vật chất của Ukraine do thiếu sự hỗ trợ an ninh của Mỹ để đạt được những tiến bộ chiến thuật cận biên. ISW nói thêm trước khi cảnh báo rằng các cuộc tấn công trong tương lai của nga sẽ dẫn đến những lợi ích đe dọa hơn nếu mỹ tiếp tục từ chối hỗ trợ cho ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã so sánh sự ủng hộ dành cho Israel với sự ủng hộ dành cho Ukraine trong bài phát biểu được truyền hình hàng đêm hôm thứ hai, nói rằng Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đã hành động cùng nhau và với hiệu quả tối đa để giúp Israel phòng thủ trước cuộc tấn công của Iran trước khi thang thở rằng Ukraine đã không được hỗ trợ. Sai máy bay không người lái của Iran trên bầu trời Ukraine nghe có vẻ giống như với những chiếc ở trung đông ông zelensky nói tác động của hỏa tiễn đạn đạo nếu chúng không bị đánh chặn thì ở mọi nơi đều giống nhau ông nói thêm bầu trời châu âu lẽ ra đã có thể nhận được mức độ bảo vệ tương tự từ lâu nếu ukraine nhận được sự hỗ trợ đầy đủ tương tự từ các đối tác trong việc đánh chặn máy bay không người lái và hỏa tiễn khủng bố phải bị đánh bại hoàn toàn và ở khắp mọi nơi không phải là nhiều hơn ở một số nơi và ít hơn ở những nơi khác Thưa quý vị, trong bối cảnh các nguồn đạn dược và vũ khí đang cạn kiệt, không ngạc nhiên khi Nga đang tận dụng điều này để tiến công trên chiến trường. Ở khu vực gia đang bị Nga bao vây, nếu quân xâm lược giành quyền kiểm soát khu vực này, điều đó sẽ cho phép họ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố khác của tỉnh Donetsk. Người phát ngôn của nhóm lực lượng Kotisia Naza Volushin nói với Politico trong một bình luận được công bố vào ngày 16 tháng 4. Nga tăng cường tấn công vào Chashivya sau khi chiếm được Abdivka, nằm cách đó khoảng 50 km về phía nam, và tốc độ tiến quân của họ đã giảm vào đầu tháng 3. Theo chính quyền địa phương, khoảng 800 người vẫn còn ở Chashivya. Voloshin nói với Politico, nếu quân chiếm đóng Nga chiếm được thành phố này, họ sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc tấn công vào các khu vực lân cận đó. Những khu vực này là thành trì cuối cùng của vùng Donetsk, nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Voloshin tiếp tục giải thích rằng Chasepia là điểm cao thống trị trong khu vực và sự kiểm soát của nó sẽ cho phép quân xâm lược Nga tiến tới các thành phố khác của tỉnh Donetsk. Theo người phát ngôn, Điện Kremlin muốn kiểm soát Chasepia trước ngày 9 tháng 5, ngày Nga ăn mừng chiến thắng trong Thế chiến thứ hai nhằm mục đích tuyên truyền. Ngày 5 tháng 4, lực lượng ủy nhiệm của Moscow tuyên bố quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Chasepia, nhưng quân đội Ukraine sau đó đã bác bỏ tuyên bố đó. Trong một cuộc khảo sát mới đây, 70% người dân Litva tin rằng Nga là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của đất nước họ, theo một cuộc thăm dò do công ty nghiên cứu dư luận Batychostyremai thực hiện và được đài truyền hình dịch vụ công LRT của Litva công bố ngày 15 tháng 4 việc Nga xâm chiếm Ukraine đã làm dấy lên mối lo ngại rằng các quốc gia vùng Baltic nằm trong số những nước chỉ trích Moscow nhiều nhất và là đồng minh trung thành nhất của Kyiv kể từ ngày đầu tiên của cuộc chiến tổng lực, có thể trở thành mục tiêu xâm lược tiếp theo. Những lo ngại này ngày càng được củng cố bởi những lời đe dọa liên tục của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với các nước NATO. Theo cuộc khảo sát, khi được hỏi liệu Nga có phải là mối đe dọa thực sự đối với an ninh quốc gia của Litva hay không, 29% công dân được khảo sát nói rằng điều đó chắc chắn là có và 41% trả lời rằng đúng là như vậy. Nhóm người Litva duy nhất có ý kiến khác biệt đáng kể là thường dân trú của đất nước có quốc tịch khác. Trong số đó, 50% không đồng ý rằng Nga là mối đe dọa, trong khi 31% đồng ý. Cuộc khảo sát được thực hiện vào ngày 15 đến ngày 25 tháng 3. Trong quá trình nghiên cứu, 1.115 người trưởng thành sống trên khắp Litva đã được phỏng vấn. Litva vẫn là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine hàng đầu trên toàn cầu, xét về tỷ trọng trong GDP, với viện trợ song phương cho Ukraine đạt 1,5% GDP. Ngoài ra, phần hỗ trợ của EU của Litva dành cho Ukraine chiếm thêm 0,5% GDP của đất nước. Đầu năm nay, Litva đã cam kết gói hỗ trợ dài hạn 200 triệu euro, khoảng 215 triệu đô la cho Kyiv. Dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người cũng không thể ở đó mãi. Chi bằng dựa vào chính bản thân mình. Trước mối đe dọa từ Nga, trong bối cảnh viện trợ từ đồng minh bế tắc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vừa ký luật huy động quân với những thay đổi mới về quy tắc huy động quân. Theo website của Quốc hội Ukraine, luật sẽ có hiệu lực một tháng sau khi chính thức được công bố. Nội dung luật huy động quân sự mới giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống 25, người thuộc diện tàn tật sau ngày 24 tháng 2 năm 2022, trừ binh sĩ, sẽ phải kiểm tra y tế lại để đánh giá mức độ thích hợp phục vụ trong quân đội. Trong khi đó, nhân viên một số nhà máy bị loại khỏi diện được xét hoãn nhập ngũ. Luật cũng loại bỏ quy định cho giải ngũ đối với binh sĩ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội, bao gồm 18 tháng ở tiền tuyến. Trước đó, hôm 11 tháng 4, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật nói trên với 283 nghị sĩ ủng hộ trong số 450 nghị sĩ. Luật huy động quân mới của Ukraine được cho là có thể giúp nước này gọi nhập ngũ thêm hàng trăm nghìn người. Động thái mới này cũng sẽ cho phép chính phủ Ukraine có nhiều quyền lực hơn trong việc huy động xã hội tham gia vào chiến tranh, cũng như việc trừng phạt đối tượng trốn quân dịch tổng thống ukraine volodymyr zelensky ký luật huy động mới diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa nước này với nga kéo dài sang năm thứ ba ukraine được hiểu đang gặp nhiều khó khăn trước nga từ vũ khí cho tới số lượng binh sĩ cả nga và ukraine đều giữ kín con số thương vong trong cuộc xung đột đang diễn ra nhưng các quan chức mỹ ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương ở cả hai phía Hiện tại chưa có số liệu về quy mô quân đội Ukraine, nhưng con số này được ước tính vào khoảng 1 triệu quân. Về phía Nga, nước này đã mở rộng quy mô quân đội lên 1,5 triệu binh lính. Mặc dù liên tiếp lập được nhiều chiến công đẹp mắt, nhưng Tổng thống Zelensky cũng đồng thời thừa nhận tình hình ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga đang xấu đi, đổ lỗi cho phương Tây về sự hỗ trợ quân sự hạn chế. Ông Zelensky lặp lại tuyên bố trước đó của Tổng tư lệnh quân đội Alexander Shisky, người đã cảnh báo về sự leo thang đáng kể trong những ngày gần đây, trong đó có việc lực lượng Nga tấn công các vị trí của Ukraine gần các thành phố Liman và Bakhmut và tiến về phía gia Nói trong bài phát biểu trước toàn dân ngày 14 tháng 4, ông Zelensky cho biết, tình hình mặt trận trong thời kỳ chiến tranh nóng bỏng luôn khó khăn. Nhưng những ngày này, và đặc biệt là ở khu vực Donetsk, mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn ông so sánh với cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của iran vào israel hôm thứ bảy nhưng đã bị đẩy lùi với sự giúp đỡ của mỹ và các lực lượng đồng minh Sức mạnh không quân hiện đại đã chứng tỏ tính hiệu quả của nó. Các hệ thống phòng không hiện đại có khả năng bảo vệ sinh mạng. Điều này đã được chứng minh ở Trung Đông. Ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh, phương Tây đang phất lờ những lời cầu xin của Ukraine để có thêm tài trợ. Cả thế giới đều thấy thế nào là phòng thủ thực sự. Có vẻ như điều đó khả thi, ông nhấn mạnh. Đồng thời chỉ trích Quốc hội Mỹ đã trì hoãn gói viện trợ được đề xuất đã bị treo trong nhiều tháng. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vào tháng 2 năm 2022, các nước phương Tây đã viện trợ cho Kyiv hàng tỷ đô la, trong đó riêng Mỹ đã viện trợ 113 tỷ đô la. Tuy nhiên, Tòa Bạch Úc đã thất bại trong việc đạt được sự chấp thuận của Quốc hội về khoản hỗ trợ quân sự trị giá thêm 60 tỷ đô la, khi đảng Cộng hòa tại Hạ viện căng căng đòi các biện pháp mạnh mẽ hơn để hạn chế nhập cư bất hợp pháp ở biên giới phía nam nước Mỹ. Nga khẳng định rằng việc Mỹ và phương Tây tăng thêm viện trợ vũ khí cho Ukraine chỉ kéo dài thời gian chiến tranh, không mang lại hòa bình cho Ukraine. Sự chờ đợi tuyệt vọng của Ukraine có thể sớm kết thúc khi Mike Johnson thề bỏ phiếu. Chủ tịch Mỹ Mike Johnson cho biết gói hỗ trợ vốn bị trì hoãn từ lâu của Mỹ dành cho Ukraine nhằm chống lại sự xâm lược của Nga sẽ được bỏ phiếu trong tuần này. Nhiều tháng quốc hội tranh cãi về việc viện trợ thêm cho Ukraine do sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa đã trùng hợp với những thắng lợi rõ ràng của Nga trên chiến trường khi lực lượng của Kyiv phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và thiết bị. Nhưng hôm thứ Hai, Johnson đã công bố các cuộc bỏ phiếu riêng biệt trong tuần này về việc tăng thêm viện trợ cho Ukraine cũng như cho Israel sau cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran. Điều này đã làm tăng thêm tính cấp thiết cho cam kết sát cánh cùng các đồng minh của Washington trong cuộc họp kín của Hội nghị Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện ở tầng hầm Điện Capiro, Johnson đã đề xuất 4 dự luật, hai dự luật còn lại ủng hộ Đài Loan và ủng hộ các ưu tiên an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Mỗi đề xuất có thể được bỏ phiếu riêng biệt, không giống như luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim của Thượng viện, kết hợp tất cả các yếu tố thành một gói duy nhất. Các nhà lập pháp có thể chọn phần nào của dự luật mà họ muốn ủng hộ hoặc phản đối, và các sửa đổi cũng sẽ được đưa ra đối với mỗi đề xuất. Thomas Giff, giám đốc sáng lập trung tâm chính trị Hoa Kỳ tại Đại học College London, nói việc Johnson tách các dự luật tài trợ quân sự có thể dễ dàng chấp nhận hơn đối với một số đảng viên Cộng hòa, nhưng đây vẫn là một canh bạc lớn. The Hill đưa tin vẫn còn nhiều câu hỏi, bao gồm luật này sẽ khác biệt như thế nào so với giới hạn chi tiêu của Thượng viện và liệu bốn dự luật sẽ được gửi riêng lên Thượng viện hay được kết hợp lại thành một gói duy nhất. Chuyển tiếp từ tình hình Trung Đông sang chiến sự Đông Âu sẽ là một chiến công mãn nhãn của lực lượng phòng vệ. Theo đó, Ukraine đã dùng hỏa tiễn hành trình của Anh tấn công một trung tâm chỉ huy của quân đội Nga ở vùng Luhansk do Moscow kiểm soát. Cuộc tấn công được mô tả là một cú đánh nặng nề đối với lực lượng vũ trang Nga. Theo The Sky News, hỏa tiễn Storm Shadow do máy bay Ukraine phóng đã nhắm mục tiêu vào căn cứ chỉ huy của quân đội Nga ở Luhansk, vùng Donbass miền đông Ukraine hôm thứ bảy. Một nguồn tin trong lực lượng vũ trang Ukraine nhấn mạnh với Sky News rằng cuộc tấn công đã giáng một đòn nặng nề đối với lực lượng vũ trang nga. Cuộc tấn công này thúc đẩy chiến dịch của Ukraine nhằm giải phóng khu vực hành khỏi sự kiểm soát của liên bang nga và bảo đảm rằng nga không thể tiến sâu hơn vào Ukraine. Nguồn tin tuyên bố. Theo nguồn tin giấu tên, việc mất trụ sở ở hành sẽ ảnh hưởng đến khả năng chỉ huy của lực lượng nga ở khu vực xung quanh việc tấn công và phá hủy các cơ sở chỉ huy quân sự của Nga sẽ tạo ra sự bối rối trong lực lượng mặt đất của Nga. Văn hóa quân sự Nga dựa vào quản lý vi mô và chỉ huy tập trung, điều đó có nghĩa là việc loại bỏ một trụ sở chỉ huy như thế này có thể làm tê liệt việc ra quyết định quân sự của Moscow trong tháng tới, nguồn tin bình luận. Nguồn tin cho biết, hoạt động tác chiến thành công của Ukraine cũng đã làm bộc lộ hạn chế của hệ thống phòng không Nga ở Luhansk nói riêng và các khu vực khác nói chung. Nguồn tin nói, việc phá hủy trụ sở này sẽ là đòn nặng nề đối với quân đội Nga và cho thấy Ukraine vẫn giữ được khả năng nhắm vào quân đội Nga ở bất cứ nơi nào họ hoạt động. Trụ sở chỉ huy của quân Nga được tiết lộ là nằm trong một khu công nghiệp ở trung tâm phía nam Luhansk. Người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine cũng đã đăng một thông báo trên mạng xã hội Telegram về các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự của Nga ở khu vực Luhansk. Tôi cảm ơn các phi công của lực lượng không quân Ukraine vì đã thực hiện thành công các cuộc tấn công và quan trọng nhất là cuộc tấn công hiệu quả vào cơ sở chỉ huy của Nga ở vùng Luhansk vào ngày 13 tháng 4 năm 2024, Trung tướng Mykola Omitrov viết. Theo hãng thông tấn Ukraine Ukraine Farm, ông Omitrov cũng tiết lộ các phi công Ukraine đã làm việc xuất sắc và sau đó trở về căn cứ đầy đủ. Bên cạnh đó, người phát ngôn của Rand Corporation, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ làm việc cho chính phủ Mỹ và ngũ giác đài nói rằng Nga có thể chiếm được Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine trong vòng vài tháng nếu Moscow tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ. Theo ông, vị trí của Kharkov chỉ cách biên giới với Nga 26 km sẽ giúp Moscow dễ dàng hơn trong việc hỗ trợ quân tiến công. Lực lượng này sẽ có thể tiến chậm nhờ ưu thế về pháo binh và sự sẵn lòng của giới lãnh đạo Nga trong việc phải chịu tổn thất nặng nề về nhân lực. Đồng thời, khả năng lực lượng Ukraine đẩy lùi các hoạt động tấn công của Nga đã giảm mạnh do thiếu trang thiết bị và sẽ tiếp tục suy giảm trong thời gian tới, trừ khi Mỹ hỗ trợ quân sự. Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, các chuyên gia quân sự lưu ý, đặc biệt là lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã suy thoái ở khu vực phía đông đất nước, nơi có Kharkov. ISW ước tính rằng các lực lượng Nga hiện đang khai thác sự thiếu hụt trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine để đạt được những lợi ích chiến thuật nhỏ, nhưng theo thời gian, họ có thể đạt được những tiến bộ đáng kể và mang tính đe dọa hơn trên chiến trường. Ukraine đang chuẩn bị đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, nhưng điều này sẽ khó khăn, thảm khốc nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự của Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận, Nguồn tin thân cận với chính quyền Tổng thống Medusa trước đó cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm nhận được điểm yếu của Ukraine và đang chuẩn bị thực hiện một nỗ lực khác nhằm chiếm Kyiv hoặc Kharkov. Theo họ, Điện Kremlin coi việc chiếm được Kharkov là mục tiêu thực tế, sau đó chiến tranh có thể dần kết thúc. Về mặt biểu tượng, đây cũng là một chiến thắng, chiếm giữ một thành phố hơn một triệu người, nơi có lượng lớn dân số nói tiếng Nga. Một trong những người đối thoại của Medusa giải thích, Nguồn tin của Veska cho biết, để tổ chức tấn công Kharkov, chính quyền Nga có thể huy động khoảng 300.000 người trong thời gian tới. Giữa những báo cáo về cuộc tấn công có thể xảy ra ở Kharkov, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến vùng Kharkov. Ở đó, ông nói rằng khu vực này rất quan trọng đối với đất nước và người Nga phải thấy rằng chúng tôi sẵn sàng tự vệ. Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra của quân đội Nga. Người đứng đầu chính quyền quân sự địa phương Oleg Sinegubov làm rõ rằng một hệ thống chiến hào, hầm đào và các nơi trú ẩn khác đã được tạo ra gần biên giới. Họ cũng có kế hoạch lắp đặt răng rồng và đào mương chống tăng trong khu vực. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay với một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Krasnohorivka. Theo đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công vào vị trí tập trung của quân đội Nga đang cố gắng chiếm đóng lãnh thổ. Thông tin này được đưa ra qua kênh Telegram của nhóm chiến lược hoạt động Cortesia. Gần đây, kẻ thù đã bị tấn công trong một ngôi làng gần vùng Donetsk bằng cách sử dụng bom và máy bay không người lái. Đoạn video đầu tiên từ quân đội đã ghi lại các cuộc không kích vào các tòa nhà, theo thông tin từ nhóm chiến lược hoạt động Cortesia. Mặc dù quân xâm lược Nga đã cố gắng thiết lập vị trí và giành chỗ đứng, họ đã bị quân phòng thủ Ukraine phát hiện và đánh bại. Kết quả của những cuộc tấn công này là một số tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về loại bom máy bay nào đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Video thứ hai trình diễn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV được trang bị đầu đạn mạnh mẽ, làm hỏng các tòa nhà nhỏ nơi quân đội Nga ẩn nấu và buộc họ phải rút lui. Ngoài ra, quân nhân Ukraine được hậu thuẫn bởi thiết giáp Humvee đã đánh bại quân xâm lược Nga ra khỏi các ngôi nhà ở Krasnohorivka. Khi thiết giáp Humvee tiếp cận, binh lính đã mở súng dữ dội và ném chất nổ vào các ngôi nhà, sau đó lái xe rời đi, tiếp tục hỏa lực bằng súng máy. Krasnohorivka nằm gần Marinka ở khu vực Novo Pavlivka trên mặt trận phía đông, vẫn là một trong những tâm điểm của cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk. Gần đây, lực lượng xâm lược Nga đã thực hiện một nỗ lực khác nhằm tấn công các vị trí của Ukraine, sử dụng xe tăng được trang bị giáp chống máy bay không người lái. Chiếc T-72 của Nga đã được trang bị máy che bằng kim loại ở phía trên và phía hông của xe. Video không rõ liệu xe tăng này có được bảo vệ bổ sung ở phía trước và phía sau hay không. Cấu trúc này được thiết kế để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái, đồng thời có thể bảo vệ khỏi các máy bay không người lái thả bom từ trên cao. Theo thông tin từ lực lượng phòng thủ Ukraine, một xe tăng có thể là một chiếc T-62M cùng với hai chiếc kéo bánh xích MTLB đã bị phá hủy. Ngoài ra, ba xe tăng địch đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của quân phòng thủ Ukraine. Đối phương cũng ghi nhận tổn thất về nhân sự với 8 quân xâm lược bị giết và 15 người bị thương. Bên cạnh đó, quân đội Israel thông báo hạ các chỉ huy Hezbollah tổ chức hoặc lên kế hoạch tập kích rocket hỏa tiễn nhằm vào nước này. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 16 tháng 4 thông báo hạ Ismail Yusef Bas, chỉ huy vùng duyên hải của Hezbollah trong trận không kích ở al Ba'an, miền nam Liban. IDF công bố video cho thấy đang đánh nhằm vào một phương tiện đang di chuyển ismail được đánh giá là thành viên kỳ cựu trong cánh quân sự của hezbollah đang giữ chức vụ tương đương lữ đoàn trưởng theo idf ông ismail tham gia đề xuất và lên kế hoạch tập kích bằng rocket hỏa tiễn chống tăng từ vùng duyên hải liban vào israel idf sau đó cho biết mở đợt không kích hạ hai thành viên hezbollah là Mohammed sehori chỉ huy đơn vị rocket và hỏa tiễn thuộc lực lượng đặc nhiệm radwan và mahmoud ibrahim fadel ala Hezbollah xác nhận Ismail Yusef Bas thiệt mạng nhưng không công bố chức vụ của ông, nhắm sau đó phóng rocket trả đũa nhằm vào một số căn cứ quân sự của Israel. Hãng thông tấn NNA của Liban đưa tin Israel tập kích một ô tô ở Enban, cách biên giới hai nước khoảng 15 km khiến một người thiệt mạng, và một vụ tấn công khác nhằm vào hai ô tô ở vùng Shehabia, chưa rõ thương vong liên quan giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và quân đội Israel diễn ra gần như hàng ngày từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Đụng độ giữa hai bên đã khiến 363 người thiệt mạng tại Liban, phần lớn là thành viên Hezbollah, song cũng bao gồm ít nhất 70 dân thường. Israel cho biết 10 binh sĩ nước này và 8 dân thường đã chết sau các cuộc tập kích của nhóm vũ trang. Bên cạnh đó, tòa Bạch Úc đã gọi cuộc tấn công của Iran vào Israel là thất bại ngoạn mục và đáng xấu hổ, sau khi hầu hết hỏa tiễn và UAV từ Tehran đều bị chặn đứng. Tôi đã thấy một số thông tin nói Iran cố tình thất bại, rằng thất bại ngoạn mục và đáng xấu hổ này hoàn toàn là có chủ ý. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Úc John Kirby ngày 15 tháng 4 nói trong họp báo, Tôi cũng thấy Iran nói họ đã đưa ra cảnh báo sớm để giúp Israel chuẩn bị phòng thủ và hạn chế mọi thiệt hại tiềm tàng. Tuy nhiên, tất cả điều đó đều hoàn toàn sai. Các quan chức Mỹ trước đó tiết lộ, Tehran đã chuyển thông điệp qua thị sĩ tới Washington, cảnh báo họ có ý định đáp trả cuộc tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus, Syria hồi đầu tháng. Ông Kirby cho hay, thông tin Tehran đã thông báo trước về thời gian hoặc mục tiêu của cuộc tấn công là nực cười. Ông nói thêm rằng cuộc tập kích cho thấy Iran có ý định rõ ràng là tàn phá và gây thương vong lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tuyên bố ủng hộ vững chắc cho Israel, nhưng tòa Bạch Úc lưu ý họ không muốn tình hình leo thang khiến xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Dù vậy, Kirby nhấn mạnh Israel mới là bên ra quyết định về việc liệu họ có muốn phản ứng hay không và phản ứng như thế nào trước hành động từ Iran nhiều người dân iran tỏ ra hoang mang trước khả năng israel tấn công trả đũa vụ tehran bắn uav và hỏa tiễn vào các mục tiêu tại israel cuối tuần qua theo reuters viễn cảnh israel trả đũa tehran vì cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào cuối tuần qua đã khiến nhiều người dân iran lo ngại các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự của iran đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ sự trả đũa nào của israel bằng cách leo thang căng thẳng hơn nữa Điều này có khả năng dẫn tới nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Đó là một viễn cảnh rất tiêu cực với những người dân thường Iran, giáo viên Hesham, 45 tuổi, đến từ thành phố Amoy, cho biết áp lực kinh tế sẽ gia tăng, sự an toàn của chúng tôi sẽ bị đe dọa, chúng tôi phải tránh xung đột bằng mọi giá. Tôi không muốn chiến tranh, làm sao tôi có thể bảo vệ hai đứa con của mình, sẽ không có nơi nào an toàn cả. Ông lo lắng, Bà nội trợ Bavanet cũng lo ngại cuộc tấn công của Israel có thể là đòn đánh mạnh vào Iran, nơi đang đối mặt với những khó khăn sau nhiều năm bị phương Tây cấm vận kinh tế. Người Iran chúng tôi đã phải chịu đựng quá nhiều, chiến tranh chỉ mang lại thảm họa. Bà mẹ hai con năm nay 37 tuổi cho biết tại trung tâm thành phố Yaz, nhóm người Iran có thu nhập trung bình và thấp đang phải đối mặt với khó khăn về mặt kinh tế do hàng loạt lệnh trừng phạt của phương Tây. Tại Iran, lạm phát trên 50%, giá tiện ích, thực phẩm và nhà ở tăng cao và đồng tiền rial giảm mạnh. Tại Iran, cuộc tấn công của Tehran cuối tuần qua mang lại cả sự tự hào và lo lắng. Hossein Sabahi, 30 tuổi, một nhân viên chính phủ ở thành phố Tabriz, nói với Reuters, Tôi rất tự hào về các cuộc tấn công vào Israel. Israel đã là bên bắt đầu trước, chúng tôi phải đáp trả. Iran tuyên bố cuộc tấn công cuối tuần qua nhằm trả đũa, cáo buộc Israel tập kích vào cơ sở ngoại giao của Tehran ở Syria hôm 1 tháng 4, khiến nhiều quan chức quân sự cấp cao Iran thiệt mạng. Sau vụ tấn công, truyền hình nhà nước Iran đăng video ghi lại hình ảnh các cuộc tuần hành ở một số thành phố nhằm ủng hộ cuộc tập kích quy mô lớn của Tehran. Trong những ngày qua, nội các chiến tranh Israel đã họp để thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả cuộc tấn công của Iran. Ngoài phản ứng về quân sự, nội các chiến tranh cũng đang cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Theo Times of Iran, Channel 12 đưa tin một số phương án đã được thảo luận. Trong đó, mỗi phương án đều là một cuộc tấn công đáp trả đầu đớn nhằm vào Iran, nhưng không dẫn đến chiến tranh khu vực. Channel 12 cho biết nội các chiến tranh Israel cũng đang hướng tới việc lựa chọn một phương án đáp trả mà không bị Mỹ ngăn cản. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã cảnh báo Israel không nên leo thang tình hình hơn nữa bằng biện pháp quân sự. Mặt khác, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả trong vòng vài giây nếu Israel quyết định tiến hành bất kỳ hình thức tấn công nào nhằm vào Iran. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.